Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Tiếp tục series phân tích các quốc gia, lần này ta đến với vùng đất khắc nghiệt nhất Runeterra, Fjallraven. Một vùng đất lạnh giá thiếu thốn đến mức mà chó gà không có đá sỏi để mà ăn. Đã vậy, nội chiến liên miên, các bộ tộc đấu đá nhau không ngừng. Ở đây tràn ngập sinh vật nguy hiểm như Troll, bọn thủ vệ băng giá, Lysandra và vô vàn những vấn đề khác ở nơi đây. Vậy thì hôm nay hãy cùng tôi đi sâu vào mặt tối của Fjallraven nhé. Bề dày lịch sử dày đặc như lớp băng tuyết phủ lên bề mặt vùng đất, những sự kiện chấn động liên miên diễn ra nhiều đến nỗi sau này rất ít người còn nhớ. Phải may mắn lắm ta mới là người sống sót để có thể truyền lại những câu chuyện lịch sử xưa. Dù thiếu thốn nhưng những người dân nơi đây luôn mang trong mình tinh thần kiêu hãnh và khát vọng tự do và luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng trước tiên, anh em hãy ngồi thẳng lên và nghiêm túc đàm đạo về quá khứ đầy gian truân của Fjallraven với tôi đã nhé. Trong quá khứ xa xôi, liên minh của ba chị em Avarosa, Serida và Lysandra muốn hợp nhất thống trị vùng đất này, mà đâu phải có duy nhất một liên minh đấy đâu. Nhiều bộ tộc nữa vẫn còn đang tồn tại. Còn nữa, các á thần không đồng ý với việc đó và đi theo lý do chúng là người phàm, mắc gì phải cai trị trong khi bọn tao là á thần. Đến cả các á thần cũng muốn chiến với nhau, chính là hai anh em Volibear và On. Khi hai ông đánh nhau, tộc máu ấm của On ở giữa cũng bị vạ lây và thế là tạch hết. Về sau, căng thẳng giữa hai phe cũng diễn ra triền miên, được thống nhất bình yên một giai đoạn thì một trong số ba chị em là Lysandra có quyền năng nhìn thấu bên dưới, có hấp dẫn với dao kèo cực kỳ ngon của thực thể hư không. Thế là một cuộc chiến khốc liệt nữa lại nổ ra. Không hề biết rằng nó gây ra sự nguy hiểm cho toàn thể Runeterra. Thì Lysandra đã bắt buộc phải hy sinh tất cả những ai ở đấy, kể cả hai chị em của mình để phong ấn tụi kia lại. Và anh em đoán xem, hàng loạt đội quân, con dân Fjallraven lại tạch tiếp. Cuộc chiến đó đã khiến cho vùng đất phương Bắc này bị rối loạn và chìm trong mùa đông lâu dài một lần nữa. Cho đến ngày nay, cho những người phàm vượt trội, những kẻ có thể chống lại sức mạnh phá hoại của băng và lửa mới được cho là có số mệnh hoặc năng lực để lãnh đạo Fjallraven. Đây là một số sự kiện lớn tại Fjallraven đã dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Tất nhiên, cũng có những sự kiện khác như cuộc chiến tranh giữa á thần của On và Volibear, một vài cuộc chiến nhỏ giữa các tộc như móng vuốt mùa đông, Avarosa và Usai, vân vân mây mây. Có thể thấy sự khắc nghiệt của nó cũng bắt đầu từ ngày đầu tiên, chứ không phải là mới đây hay từ khi băng tuyết bắt đầu phủ lên. Như những vùng đất khác, họ đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ để có được sự thống nhất. Máu là cái giá cho sự đánh đổi cả một quốc gia độc lập. Fjallraven đau khổ trong cuộc chiến nội bộ, mỗi bước đi đều là bước trên con đường rẽ đầy nguy hiểm. Nhưng không chỉ có những cuộc chiến tranh, những chiến lược quân sự căng thẳng mà Fjallraven còn giữ kín những bí mật tăm tối, nên mà lịch sử được viết lại theo cách mà không thể tin được. Lysandra đã cố gắng làm mới lại toàn bộ câu chuyện, lấp liếm cho cái sai của chính mình bằng cách giấu hết sự thật về á thần, che đi những bí mật không ai được biết về sự thật, những gì đang tồn tại bên dưới Fjallraven và sự kiện mà ả đã gây nên cho thế giới. Bất kỳ ai tìm hiểu hay dám tiết lộ ra là tạch tiếp. Một số người thì chấp nhận câm mồm theo chân Lysandra viết lại lịch sử của Fjallraven. Theo Fjallraven cũng có một lịch sử chiến tranh liên miên, hở tí là tạch. Đã vậy, cái lịch sử này còn không rõ ràng, bị chắp vá và thay đổi liên tục, khiến người dân ở đây còn không biết ngày xưa quê mình xảy ra những diễn biến gì. Đến cả hiện tại bây giờ cũng thế, sơ hở phát là tạch ngay vì nội chiến liên miên. Vị trí địa lý thì giáp với hai quốc gia có quân đội gần như hùng mạnh nhất. Với kiến trúc Fjallraven là trường tồn, những ngôi nhà ở đây được xây dựng để chống chọi những mùa đông khắc nghiệt. Không những những cuộc giao tranh được diễn ra không ngừng bên trong mà bên ngoài cũng chống lại cả Demacia và Noxus. Không hiểu cái lạnh thấu xương và mọi thứ dường như đều chống lại Fjallraven từ tất cả các yếu tố. Có một sự thật chính là tại toàn bộ Fjallraven không nơi nào là an toàn. Khi được có mặt trên cõi đời, những cư dân ở đây đã phải nỗ lực hết mình để được tồn tại. Thời tiết thì quanh năm là mùa đông, mà không phải mùa đông bình thường như những vùng đất khác. Đông tại đây kèm những cơn bão tuyết giá rét, giết chết bất kỳ ai nếu không chống chọi nổi. Nếu không chết vì rét thì cũng chết vì đâm chém lẫn nhau. Nếu yếu thì thôi tạch. Đơn giản thế. Điểm danh qua vài địa điểm nguy hiểm bậc nhất của Fjallraven chúng ta có Ridgeback, dãy núi rộng trải dài khắp vùng đất Fjallraven. Với sự có mặt của Trundle cai trị vùng đất nhỏ này, tộc Troll ở đây không thân thiện đâu, nên gặp Trundle thì nhờ cúi thấp cái pha xuống. Ursin, vùng đất bị ngăn cách bởi phần còn lại của Varoran bởi biển băng. Đây là nơi mà á thần Volibear chiếm giữ thông qua những người theo ông. Lỡ lạc vào đây muốn sống thì phải gia nhập tín đồ, còn không thì lại tạch. Vực gió hú đóng vai trò là nhà tù sâu thẳm khổng lồ của các Watcher. Vực gió hú là địa điểm diễn ra trận chiến cuối cùng đã phong ấn chúng cách đây vài thiên niên kỷ. Và tôi không hiểu tại sao ông bác của Ezreal lại có thể mở cửa hàng trang bị ở đây được. Tài thật sự. Thành Frostguard là một thành trì cổ xưa được xây dựng để canh giữ vực sâu tối tăm của vực gió hú. Nó phục vụ Lysandra và là trụ sở quyền lực, địa điểm hành hương thiêng liêng của Frostguard của ả. Đây là địa điểm Nunu phát hiện ra về người tuyết và sau đó đặt tên cho con thú của mình là Willem. Còn đó là sự thiếu thốn về tài nguyên, như tôi đã nói ở đoạn đầu, đến chó gà không có đá sỏi để mà ăn. Thời tiết buốt giá, địa hình thì bị bao bọc bởi băng tuyết, rất khó để trồng trọt. Thứ thể cứu sống cái bụng đói của bạn là giết động vật, nhưng mà chưa biết ai là thóc, ai là gà đâu. Bởi vì có khi ta chính là thức ăn của tụi nó đấy. Fjallraven là một dân tộc luôn bị chia rẽ, những bộ lạc khác nhau đấu tranh cho quyền lực,
trên những mảnh đất khô cằn và lạnh giá. Vì vậy, người Feljord luôn tôn vinh những cuộc chiến, những dòng họ anh hùng và những vết thương chiến tranh, được xem là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, can đảm và kinh nghiệm chiến đấu. Một người chỉ có thể chết trong vinh quang trên chiến trường đẫm máu, chứ không được phép chết vì cái lạnh. Đúng kiểu tư duy thôi đằng nào cũng tạch, thì thà mình tạch vinh quang còn hơn là tạch trong âm thầm mà không bố con thằng nào biết. Quần áo Feljord hầu hết được sản xuất để chống chọi với môi trường khắc nghiệt của vùng đất này. Các chiến binh đều mặc áo giáp và da, những người khác để ngực trần để thể hiện khả năng chống chọi với cái lạnh. Chỉ một yếu tố nhỏ này thôi cũng đủ chứng minh cho cư dân ở đây có cái tôi lớn như thế nào rồi. Chia rẽ là đâu có sai đâu. Đúng kiểu cái tôi không tự sinh ra và mất đi, nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lưỡi dao và cung được bộ lạc sử dụng được làm từ gỗ, thép và xương. Trong những trường hợp hiếm nhất cũng có thể kết hợp với chân băng. Chân băng chỉ tồn tại ở vùng lạnh sâu nhất của Feljord, một vật chất ma thuật lạnh đến mức mà không bao giờ có thể tan chảy trong điều kiện bình thường. Chỉ có các chiến binh băng tộc mới có thể chịu được cảm giác lạnh giá của nó và sử dụng trong những trận chiến. Thế mới nói, muốn cầm được thứ không ai cầm được thì ta phải sở hữu sức mạnh mà không ai có được. Một vài ví dụ như cây cung của Ash, Bola của Sejuani, cây gậy của Chundo. Nguồn gốc và sức mạnh của chân băng thì bắt nguồn từ Anivia. Feljord chủ yếu được cấu trúc theo kiểu mẫu hệ không di truyền. Các bộ lạc được lãnh đạo bởi người phụ nữ. Các cấp bậc dưới quyền của cô ấy bao gồm những người phía sau như huyết thống, pháp sư đồng minh, gia tộc liên quan, vân vân và mây mây. Nên phụ nữ ở đây cực kỳ chiến, nữ quyền được tôn lên hàng đầu, mạnh mẽ phải như Sejuani, thằng nào dám bật là ăn chửi vô mặt ngay. Feljord có quan điểm rất khác với các mối quan hệ so với phần còn lại của Runeterra. Điều này chủ yếu là do một số lý do: xã hội mẫu hệ, một nền văn hóa di cư trong lịch sử và thường là du mục, sự tồn tại của phép thuật chữa bệnh, chiến tranh bộ lạc và những sinh vật cực kỳ khủng khiếp có thể tấn công ta bất kỳ lúc nào. Nền văn hóa đây tựa như dân tộc thiểu số tại nước ta với theo chế độ mẫu hệ, còn nhiều cái phức tạp về những vấn đề trong gia đình sống và tồn tại ra sao ở đây. Nếu có dịp nào đó ngồi lại với nhau nhâm nhi ly cà phê thì tôi sẽ kể, chứ đưa vào clip này thì hơi tốn thời gian. Đàn ông của Feljord được coi là chiến binh và người bảo vệ, có nghĩa là họ bắt buộc phải lao vào nguy hiểm, dũng cảm đối mặt với cái chết gần như chắc chắn, không bao giờ được do dự vì sợ hãi, lao vào trận chiến mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân và cuối cùng là bảo vệ gia đình bằng mọi giá. Brom là một ví dụ điển hình, danh tiếng của anh với tư cách là người bảo vệ bộ tộc của mình quan trọng hơn việc anh ta đánh bại ai trong trận chiến hoặc những gì anh ta đã chinh phục được. Điều này khiến anh ta cực kỳ được tôn trọng và nhiều người cũng khao khát trở thành giống như anh. Phụ nữ và trẻ em được coi những thành phần quan trọng nhất trong xã hội này, hoặc những người mang trên mình phép thuật mạnh mẽ cũng quan trọng không kém. Hèn chi Sylas qua đây, liên minh với Sejuani cũng đâu có sai. Việc sinh con và nuôi dạy con cái cũng vô cùng vất vả, và trẻ em được quý trọng hơn tất cả những mạng sống khác, đặc biệt là những đứa trẻ có năng khiếu thần kỳ. Trọng nam khinh nữ nghe quen rồi, cơ mà trọng nữ khinh nam nghe hơi lạ nhỉ. Có lẽ vùng đất này không dành cho anh em, khi mà đàn ông chúng ta là những con người bị bắt buộc phải lao ra đỡ đòn hoặc chết trước. Có được tôn trọng khi bạn phải chống chọi sống lâu thôi, chứ chạy ra chết liền thì chẳng ai quan tâm đâu. Nếu động vật vào so sánh với đàn ông thì có lẽ tụi nó cũng hơn đấy. Đa số động vật ở đây rất khát máu và mang đi phục vụ cho chiến tranh. The Druvat là loài thú mà Sejuani đã chọn ra con to nhất để làm thú cưỡi, đặc biệt không thể không nhắc đến Jetty, sinh vật cổ xưa có trí tuệ và phép thuật mạnh mẽ, tuy nhiên đã bị Lysandra giải phóng một trận đại hồng thủy băng giá tàn phá nền văn minh của Jetty, cướp đi phép thuật của chúng, dẫn đến hầu hết Jetty đều trở nên hung bạo. Duy nhất còn lại Willem vẫn giữ được bản chất của mình. Đấy, anh em thấy chưa? Nếu so sánh với động vật còn không bằng nữa, thì cái vùng đất này không dành cho chúng ta rồi. Tất nhiên, vẫn có một số quyền lợi mà tôi cảm thấy khá ổn, đó được lấy nhiều vợ nha. Nhưng mà lấy nhiều để làm chi khi mà tận hưởng không được bao nhiêu đã phải chết, khi anh em không có sức mạnh vượt trội hay mang cho mình ma thuật. Về chính quyền, không có tiếng nói chung trên vấn đề nghiêm trọng nhất của Feljord lúc bấy giờ. Trong khi hai nước hùng mạnh kế bên thì có chính quyền, họ chiến với mục đích chung của cả quốc gia, thì người dân Feljord lại không có điều đấy và đi đấu đá lẫn nhau. Thứ họ cần là một chính quyền chung, hợp nhất để chống lại các vấn đề bên trong trước khi nghĩ đến yếu tố bên ngoài của quốc gia. Trước một ngày nào đó, Noxus duyệt binh, Watcher trỗi dậy, Ornn thì vẫn đang sống low key, Anivia thì không thấy tung tích thì ai mới cứu được cái chứ. Một vài bộ tộc nổi tiếng luôn giữ vị trí top đầu trong suốt nhiều năm qua bao gồm Avarosa. Sau khi những tộc khác gây chiến, Avarosa mong muốn hợp nhất để thành lập một liên minh duy nhất trên khắp Feljord. Họ sự kết tụ của các bộ lạc tiến bộ tin vào ngoại giao thông qua lời dạy của Avarosa. Họ sống chủ yếu ở những vùng đất ấm hơn một chút và có nhiều khu vực định cư dưới ngọn cờ của họ là nông nghiệp. Chủ trương của Ash là hòa bình và cô được hỗ trợ một đội quân hùng mạnh và tận tụy. Tính ra thì bộ tộc này anh em sẽ có cuộc sống bớt khắc nghiệt hay bị đay nghiến đi một chút đấy, chỉ là bớt hơn thôi. Tộc móng vuốt mùa đông được lãnh đạo bởi Sejuani. Sejuani thì mong muốn chinh phục Feljord bằng sức mạnh tuyệt đối. Trong mắt cô, Feljord là nơi chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được thịnh vượng. Hiếu chiến và theo chủ nghĩa truyền thống, họ thu thập thực phẩm và những vật tư từ vùng đồng bằng cao, rừng và đường thủy phía bắc trong mùa hè. Trong những tháng ngày mùa đông, chúng sống sót bằng cách đột kích về phía nam trên những vùng biển phủ đầy băng. Tộc này chiến là phải biết, 3 ngày một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ. Gây sự với các tộc khác ở Feljord là chưa đủ, thì phải va nhau những đội quân bên ngoài như Noxus để chiếm quân lương, tài nguyên của bọn nó.
Fjordgard, trú ẩn dưới mùa đông vĩnh cửu, sâu trong đống đổ nát của Fjord cổ xưa. Họ sống ở những tàn tích xưa ở phía bắc xa xôi, bảo vệ thủ lĩnh của họ Lysandra khi cô trông chừng vực gió hú. Một giáo phái được che giấu bí mật kho lưu giữ Fjordgard về lịch sử cổ xưa của Fjord. Nghe có Lysandra bảo kê thì có vẻ an toàn đấy, nhưng tôi thấy đây là nơi nguy hiểm, có nguy cơ tạch cao nhất, vì sâu bên dưới là bọn Watcher đến từ hư không. Đến lúc bọn này phá được chân băng thoát ra thì có chạy đằng trời. Ursin sống ở hầu hết các vùng phía bắc Fjord, toàn bao gồm các Spirit Walker. Ursin là những người biến hình phục vụ cho linh hồn vĩ đại của gấu, được gọi là Volibear. Người hầu của Volibear hoàn toàn cống hiến cho ý muốn và mục đích của chủ nhân. Tộc này thì không có quyền tự do luôn, do thờ Volibear nên con á thần cũng sẽ chiếm quyền kiểm soát tín đồ của mình. Chọn lao lên chiến hết mình, không biết tỷ lệ tạch có là 100% cũng không sao. Fjord vì nằm ở phía trên Bắc Valoran nên quan hệ láng giềng cũng đáng chú ý nhất là hai quốc gia có đội quân vô cùng hùng mạnh, tư tưởng đối nghịch, Noxus và Demacia. Đây cũng là hai quốc gia duy nhất có xung đột với Fjord, thường xuyên va chạm với nhau trên chiến trường. Trong một sự việc, thành viên của đội tiên phong bất khuất dẫn đầu và đốt cháy thành phố Frostfield, thủ đô của bộ tộc Avarosa, dẫn đến sự căm thù vô cùng gay gắt. Còn với Noxus thì những năm cuối của đế chế Darkwheel, Darius đã dẫn đầu đội quân sang Fjord để tìm kiếm tài nguyên. Mà tính ra có tài nguyên nào đéo đâu để kiếm nhỉ? Noxus thì chúng ta biết nó đã khó khăn rồi, mà Fjord khó khăn hơn rất nhiều. Thế mới thấy nơi đây khắc nghiệt kinh khủng. Mà Fjord đi động có nguy cơ tạch cơ. Trong đó có Volibear với bộ tộc Ursin cực kỳ nguy hiểm, và On cũng không kém với những ai không may gia nhập vào tộc hơi ấm. Sống gần Lysandra thì có nguy cơ bị nhồi vào trong não một đống lịch sử sai lệch, thậm chí một ngày còn bị bọn Watcher hư không ngoi lên mà diệt. Nếu anh em nào đã chơi hoặc xem qua Song of Nunu sẽ biết được những thực thể sống dưới đây sắp trỗi dậy một lần nữa bởi chân băng sẽ không kiểm soát được lâu. Và Nunu là người giữ chìa khóa để phong ấn tụi nó một lần nữa. Trên kênh có một video nói về vấn đề này rồi, anh em có thể tìm hiểu rõ hơn nhé. Không hiểu Fjord đã gây ra lỗi lầm gì to lớn đến thế giới mà cảm giác cái gì nó cũng khổ hết vậy ta. Tóm lại, nếu ai đó hỏi tôi quốc gia nào đáng sống nhất ở Runeterra thì tôi chắc chắn sẽ loại Fjord đầu tiên. Có những vấn đề đã nói ở trên thôi thì anh em cũng tưởng tượng được đây là vùng đất như thế nào rồi. Khắc nghiệt, khắc nghiệt, khắc nghiệt. Cái gì quan trọng mình phải nói 3 lần. Một vùng đất gói gọn trong hai chữ đó là quá đủ. Máu chiến là điều anh em phải có được trước khi đặt chân đến quốc gia này như Olaf, Trindamir chẳng hạn. Mà điều quan trọng nhất là phải chịu được cái lạnh. Bình thường thời tiết dưới 20 độ, đầu trên lẫn đầu dưới đã run rồi. Đằng này nó âm cộng thêm số 8 nằm ngang thì xin vĩnh biệt. Nên nếu có nghĩ đến Fjord thì tốt nhất anh em đi du lịch một thời gian ngắn tận hưởng cái lạnh chiêu chiêu thôi. Chứ định cư ở đây là tạch như chơi. Nhưng mấy thằng thích cầm VND top thì tao highly recommend nhá, về đây mà sống. Và đó những khía cạnh về Fjord hấp dẫn nhất, phải nhắc đến là các nhân vật đặc biệt hùng mạnh như các á thần, các cuộc chiến khi xưa và cả Watcher nữa. Mặc dù suy nghĩ của tôi hơi ác với Fjord, nhưng tôi vẫn mong Watcher trỗi dậy mau mau xíu để còn được xem những bên mạnh nhất va nhau, chứ mấy bộ tộc này đánh nhau thì hơi chán. Anh em nghĩ sao về Fjord? Nhớ để lại comment phía dưới tôi biết nhá. Và quên bấm like và subscribe không bỏ lỡ bất kỳ video nào kênh ra trong tương lai nhá. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.